Tiểu sử Lê Khả Phiêu, cuộc sống sau khi về hưu đến khi mất của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ông Lê Khả Phiêu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931, mất ngày 7 tháng 8 năm 2020. Ông là một chính trị gia người Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. Ông Lê Khả Phiêu cũng từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên là Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên là Trưởng ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Ông cũng đồng thời là một tướng lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từng giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông đeo hàm Thượng tướng của quân đội. Ông Lê Khả Phiêu có vợ tên là Nguyễn Thị Bích. Ông và người vợ của ông có hai người con. Người con trai của ông tên là Lê Minh Diễn. Ông Lê Khả Phiêu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931, quê quán tại làng Thạch Khê Thượng, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1945, ông tham gia phong trào Việt Minh tại địa phương, sau đó gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 19 tháng 6 năm 1949. Ngày 1 tháng 5 năm 1950, ông Lê Khả Phiêu được tổ chức Việt Minh điều động gia nhập quân đội. Ông bắt đầu trưởng thành từ một binh nhì, sau đó thăng tiến dần đến chức vụ chính trị viên đại đội thuộc Trung đoàn 66, Đại đoàn 304. Giai đoạn từ tháng 9 năm 1954 đến năm 1958, ông lần lượt giữ các chức vụ phó chính trị viên tiểu đoàn, rồi chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 66. Từ tháng 6 năm 1961 đến tháng 5 năm 1966, ông lần lượt giữ các chức vụ phó trưởng ban cán bộ tổ chức sư đoàn 304, sau đó là phó chính ủy, rồi chính ủy kiêm trung đoàn trưởng trung đoàn 9, sư đoàn 304. Năm 1967, ông Lê Khả Phiêu được điều động cùng trung đoàn 9 vào chiến trường Trị Thiên. Ông làm chính ủy trung đoàn. Năm 1968, ông làm trưởng phòng tổ chức quân khu Trị Thiên. Năm 1970, ông giữ chức vụ phó chủ nhiệm chính trị quân khu Trị Thiên. Tháng 5 năm 1974, khi quân đoàn 2 được thành lập, ông được cử giữ chức vụ chủ nhiệm cục chính trị quân đoàn. Lúc này ông đeo hàm thượng tá. Năm 1978, đồng chí Lê Khả Phiêu là phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị, rồi phó tư lệnh về chính trị thuộc quân khu 9. Ông đeo hàm đại tá. Đồng thời, ông cũng kiêm nhiệm một chức vụ dân sự, đó là phó bí thư khu ủy quân khu 9. Tháng 4 năm 1984, đồng chí Lê Khả Phiêu được thăng hàm thiếu tướng. Lúc này, ông giữ chức vụ chủ nhiệm chính trị, rồi phó tư lệnh về chính trị, kiêm chủ nhiệm chính trị, phó bí thư ban cán sự Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, hay còn gọi là Mặt trận 719. Tháng 8 năm 1988, sau khi Việt Nam rút khỏi Campuchia, ông được thăng quân hàm lên trung tướng và được điều động về làm phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 6 năm 1991, đồng chí Lê Khả Phiêu là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1992, ông được phong quân hàm Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 6 tháng 6 năm 1991, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng, ông Lê Khả Phiêu được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Về phía quân đội, ông giữ chức vụ Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương. Tháng 6 năm 1992, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 13 của Đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tháng 1 năm 1994, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam,
ông được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 4 năm 1996, ông Lê Khả Phiêu được phân công làm Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thay ông Nguyễn Hà Phan bị kỷ luật và khai trừ ra khỏi Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 6 năm 1996, ông Lê Khả Phiêu được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương ngày 26 tháng 12 năm 1997. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 8, ông Lê Khả Phiêu được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, không lâu sau khi ông Đỗ Mười quyết định về hưu. Cùng ngày, ông cũng là Bí thư Quân ủy Trung ương. Trong nhiệm kỳ Tổng Bí thư, ông thực hiện chiến dịch chống tham nhũng và xây dựng chỉnh đốn lại Đảng. Ông là Tổng Bí thư đầu tiên đón tiếp một Tổng thống Hoa Kỳ, đó là Tổng thống Bill Clinton. Sau thời ông, chế độ cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng bị bãi bỏ. Khi đang trong quá trình giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp chính trị, ông bất ngờ xin từ chức trước Đại hội chính của Đảng vào ngày 22 tháng 4 năm 2001. Tháng 10 năm 2006, ông chính thức nghỉ hưu theo chế độ. Sau khi nghỉ hưu, ông ít can thiệp vào chính trị mà thường đi đến các địa phương tham gia các hoạt động xã hội. Vào năm 2004, ông đã đến thăm Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Năm 2007, ông được Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao tặng Huân chương Sao Vàng. Năm 2014, ông nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhận 75 năm tuổi Đảng năm 2019. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, ông qua đời vào ngày 7 tháng 8 năm 2020 tại nhà riêng ở đường Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Chính sách chống tham nhũng và chỉnh đốn xây dựng Đảng của ông Lê Khả Phiêu đã đặt nền móng cho công cuộc chống tham nhũng của Việt Nam mà hiện nay Tổng Bí thư đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng đang tiếp tục. Ông Cù Huy Hà Vũ từng nhận xét: ông Lê Khả Phiêu được đánh giá là người sát với thực tế khi còn là Tổng Bí thư và là người rất tận tình và chu đáo. Ông được ca ngợi là một người cộng sản chân chính, cống hiến hết mình cho nước nhà và cho quân đội.